Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 19. Lâm bệnh, thần hồn ngao du. Lúc Hòa Thượng 17-18 tuổi, vì nói ai nấy đều sợ ma, nhưng ma lại sợ tôi, mà chiêu cảm bệnh ma tới khảo nghiệm. Qua trận bệnh đó, Hòa Thượng tự xưng là Hoạt Tử Nhân, tức người sống đã chết. Hòa Thượng kể, bệnh sanh tôi chẳng sợ lang sói trùng hổ báo gì ráo, tôi cũng không hề sợ thiên ma, địa ma, thần ma, quỷ ma, nhân ma, không có thứ gì làm tôi sợ hãi. Tại sao tôi không sợ? Vì tôi không sợ chết. Từ nhỏ tôi đã không sợ chết, cho nên không sợ cái gì hết. Lúc tôi 17-18 tuổi, sau khi học tập Phật Pháp rồi, tưởng rằng mình giỏi lắm, nên tôi nói ra một câu ngông cuồng rằng thường thì người ta sợ ma, còn tôi thì ma sợ. Có nghĩa là ma sợ tôi, chứ không phải tôi sợ ma. Các vị thấy câu nói này phải chăng là quá ngông cuồng? Tôi nói câu ấy xong là ma tới liền. Các vị thử đoán xem là ma gì? Là ma bệnh đó. Một khi ma bệnh tới, khiến tôi cũng sợ ma luôn, chứ không phải ma sợ tôi nữa. Vì bị bệnh nên tù túng không được tự do, giống như bị đeo gông mang cùm. Thân thể cũng không nghe lời, mỗi ngày từ sáng tới tối chỉ biết nằm trên giường, cũng không ăn uống gì được. Lúc đó tôi biết là mình đã nói sai, vì tự mình không kháng cự nổi con ma bệnh. Khi ma bệnh này tới, tôi không còn biết gì, bất chợt hơi thở thoi thóp như sắp chết. Ngay lúc muốn chết mà chưa chết này, thì tôi thấy có ba vị Dương Hiếu Tử ở Đông Bắc. Một vị là Đạo Lão, một vị là Hòa Thượng, và vị thứ ba là một cư sĩ lớn tuổi. Ba người Hiếu Tử cùng họ Dương đó vừa đến là dẫn tôi đi. Lúc ra khỏi cửa, chân tôi không còn chạm đất mà lơ lửng trên hư không. Không phải là cởi sương, cởi mây mà bước đi trong hư không. Khi nhìn xuống, tôi thấy nhà cửa đều biến ra nhỏ bé. Cứ vậy mà tôi vừa đi vừa xem. Tôi còn lướt qua bốn dãy núi nổi tiếng ở Trung Quốc là Ngũ Đài Sơn, Nga Mi Sơn, Cửu Hoa Sơn cùng Phổ Đà Sơn. Tới mỗi chỗ nào tôi đều thấy có rất nhiều người, cũng thấy có nhiều chùa miếu, và tôi đều đi tham quan ở mỗi chỗ. Lúc đó không những chỉ đến chỗ tại Trung Quốc, tôi cũng đến nhiều nơi ở nước ngoài. Tôi thấy cũng có rất nhiều người Tây Phương tóc trắng, lông mày trắng, mắt xanh. Tôi cảm thấy như mình đang xem cine, từng màn chuyển biến, nhưng không giống như người xem điện ảnh trên màn ảnh, mà là đi vào bên trong màn ảnh để xem chiếu bóng. Ba vị đó cùng tôi nữa là bốn người. Chúng tôi đi các nơi xem điện ảnh, xem thấy rất nhiều thứ, cũng nghe thấy rất nhiều cảnh tượng. Sau đó tôi trở về nhà, mở cửa nhà mình, nhìn vào trong. Sao trên giường vẫn còn có một người tôi nằm ở đó? Đương lúc tôi cảm thấy còn có một người tôi như vậy, thì lập tức biến thành một cái thân thể rồi. Lúc này thì có sự hô hấp và tôi cũng cử động được. Khi đó cha mẹ tôi đều ở bên cạnh tôi, họ nói, nó chưa có chết, nó sống lại rồi nè. Tôi hỏi cha mẹ mới biết ra là tôi đã bất tỉnh nhân sự 7-8 ngày rồi, và hiện có tri giác trở lại, tự biết rằng mình vẫn còn sống. Sau trận bệnh này, tôi bèn biến thành một Hoạt Tử Nhân, một người đã chết rồi bỗng sống trở lại. Từ đó về sau, tôi không còn cuồng ngông, không dám nói bừa nữa. Do đây tôi biết, vì tự mình chưa đủ công phu, cho nên không qua khỏi được sự khảo nghiệm. Tuy tôi không sợ yêu ma quỷ quái, thiên ma ngoại đạo, nhưng tôi đã không hàng phục được ma bệnh, vẫn là không chịu đựng nổi. Cho nên người tu đạo không được nói lời tự mãn rằng cái gì mình cũng không sợ. Nếu các vị tự mãn thì phiền phức sẽ đến tìm các vị ngay đấy.
哼哈哈哈，问什么的说。